Chúng ta đang ở đâu thế nhỉ? Đây là Mestalla. Chú không nhớ bọn anh đã thắng bọn chú ở đây để giành cúp nhà vua à? Quên làm sao được, nhất là sau đấy chúng tôi đã đánh bại các anh để giành Champions League đấy thôi. Ôi, mối hận ngàn thu. Mấy trận đấy các chú toàn đóng kịch. Ôi, mối hận ngàn thu. Kịch sĩ còn hơn cái loại đấu sĩ. Ôi, mối hận ngàn thu. Ramos, tự hộ cái. Này, đừng có mà cãi nhau nữa các cậu. Tôi mang các cậu tới đây để hòa giải cơ mà. Chúng ta sẽ được đi chơi chứ? Để xem thái độ đã. Thế chúng tôi có phải ở đội tuyển Tây Ban Nha đâu mà vào đây làm gì? Tất cả đều phải có mặt để trở nên thân thiện và hòa đồng hơn, hiểu chưa? Ôi, mối hận ngàn thu. Sao chú không ngậm miệng đi nhỉ? Tự do ngôn luận mà. Tôi thấy để các cậu sống chung có vẻ thân thiết hơn rồi đấy. Dạ vâng, bọn em luôn tân hệ sếp mà. Thế đang làm gì vậy? Bọn em đang thi ăn. Ôi, đói quá. Em sẽ thức đến sáng mai. Còn lâu, chú sẽ phải đi ngủ trước anh. Overnight, thật tuyệt. Cứ ngồi mãi thế này cũng chán, hai kiếm cái gì chơi nhỉ? Tao không chơi với cậu đâu. Chẳng vấn đề gì, tự chơi mình được. Có vẻ như mọi chuyện đang vượt qua ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Tôi thấy các cầu thủ nước ngoài còn hòa đồng hơn đấy chứ. Chắc chắn rồi. Chúng tôi là những người cởi mở, chân thành và tốt bụng mà. Chẳng hiểu ông này đang nói cái gì nữa. Anh xem thế nào cho em về quê để còn nghỉ ngơi chứ. Ôi trời đất ơi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Đi chơi thôi anh em ơi. Sai lầm vẫn là tôi.